Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau. Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện lần thứ 18. Chi trả hơn 600 triệu đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại xã Vân Hồ. Mường Tè ra mắt hợp tác xã nuôi lợn bản địa sinh sản và hợp tác xã rau củ quả an toàn, tập huấn nâng cao kiến thức về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Cuối chương trình là phóng sự, nhiều công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập huyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Vân Hồ tổ chức hội nghị lần thứ 18 nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn 9 tháng đầu năm và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lương Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động, tích cực tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chương trình công tác của các cấp công đoàn đến công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công chương trình Tết Sum Vầy 2018. Cũng trong 9 tháng đầu năm, đã có một hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm công đoàn, 10 suất quà trị giá 500.000 đồng cho 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao một suất quà trị giá 1 triệu đồng cho em học sinh trường tiểu học Vừa A Dính bị bệnh hiểm nghèo. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2017 và hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2018, hướng dẫn khen thưởng chuyên đề xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các công đoàn cơ sở khối trường học, triển khai tới đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La, ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, qua đó thu hút 356 đoàn viên tham gia. Công tác vận động quyên góp, ủng hộ quỹ xã hội từ thiện được triển khai sâu rộng với số tiền thu được là trên 44 triệu đồng. Phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thành công hội thi cán bộ đảng viên huyện Vân Hồ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, tổ chức thành công hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động lần thứ nhất với 66 công đoàn cơ sở và 500 diễn viên tham gia. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ viên chức lao động trong toàn huyện. Qua đó động viên cán bộ công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị nói riêng và của huyện nói chung. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã chuyển trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 cá nhân, bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La cho 3 tập thể, 6 cá nhân. Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 5 năm thành lập huyện. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 5 suất quà cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 500.000 đồng trên một suất. Ngày 19 tháng 9, huyện Vân Hồ đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng tại xã Vân Hồ. Theo đó, 19 hộ gia đình được chi trả tiền hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã Vân Hồ là những gia đình có công với cách mạng qua các thời kỳ, theo quyết định số 22, ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Số tiền hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình được Ủy ban Nhân dân huyện giao cho Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện chịu trách nhiệm và chi trả trực tiếp, công khai cho các hộ dân. Dưới sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Công tác Mặt trận đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác chi trả theo quy định của Chính phủ. Trong điều kiện nhiều hộ thuộc diện đối tượng chính sách trong cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Vân Hồ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, thì việc hỗ trợ các hộ gia đình chính sách xóa nhà tranh, chống dột, chống sập, ổn định cuộc sống là việc làm thiết thực, thực hiện đúng đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hiện nay trên địa bàn huyện có 325 hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ người có công với cách mạng để xây nhà và sửa chữa nhà ở.
Được biết, huyện Vân Hồ đã thực hiện xong việc chi trả số tiền hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở cho 145 hộ với tổng số tiền gần 4 tỷ tại các xã Vân Hồ, Song Khủa, Tô Múa, Mường Men, Suối Bàng và xã Lóng Luông. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chi trả tiền hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng đảm bảo theo nghị định của Chính phủ. Ngày 20 tháng 9, xã Mường Tè đã tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã nuôi lợn bản địa sinh sản, Hợp tác xã rau củ quả an toàn và lớp tập huấn nâng cao kiến thức về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Dự lễ ra mắt buổi tập huấn có đồng chí Quảng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La. Theo đó, Hợp tác xã nuôi lợn bản địa Nhúng Ban có trụ sở chính tại bản Triềng Ban, xã Mường Tè, gồm 20 thành viên, với số vốn điều lệ là 400 triệu đồng. Dự kiến Hợp tác xã sẽ cung ứng ra thị trường từ 7 đến 10 tấn thịt lợn thương phẩm trên năm. Cũng tại buổi lễ, xã Mường Tè đã ra mắt Hợp tác xã rau củ quả an toàn Bó Xanh, có trụ sở tại bản Triềng Ban, xã Mường Tè, gồm 8 thành viên tham gia, với số vốn điều lệ là 160 triệu đồng. Dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường 7 đến 10 tấn rau củ quả an toàn trên năm. Hai hợp tác xã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động không chỉ góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn mà còn bảo tồn, giữ gìn phát triển các sản phẩm nông nghiệp truyền thống tại địa phương, tạo ra thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã. Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo xã Mường Tè đã chúc mừng hai hợp tác xã nuôi lợn bản địa Nhúng Ban và hợp tác xã trồng rau củ quả an toàn Bó Xanh. Đồng thời đề nghị hai hợp tác xã phát huy truyền thống của địa phương, xung kích đi đầu trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đưa sản phẩm nông nghiệp của địa phương ra thị trường trong và ngoài huyện. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch cho các hội viên Hội Phụ nữ xã Mường Tè. Theo đó, các hội viên đã được tìm hiểu và nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động, các tiêu chí gia đình 503 sạch, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Tè. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập huyện, thời gian qua, trên địa bàn huyện Vân Hồ đã triển khai xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình công cộng, phúc lợi xã hội, tiến hành chỉnh trang đô thị, trồng mới cây xanh trên nhiều tuyến đường khu vực trung tâm hành chính chính trị, hình thành khu trung tâm huyện hiện đại, cảnh quan xanh, hòa chung với không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập huyện. Điểm nhấn cảnh quan của khu vực trung tâm hành chính chính trị huyện phải kể tới công trình quảng trường trung tâm. Đây vừa là địa điểm phục vụ việc tổ chức các sự kiện lớn quan trọng, các hoạt động cộng đồng của nhân dân các dân tộc trong toàn huyện trong thời gian tới, vừa tạo cảnh quan xanh và diện mạo đô thị mới. Công trình có tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng với diện tích 3,91 ha, cùng các hạng mục như mặt bằng sân quảng trường với diện tích trên 6.400 m2, điểm cao công trình biểu tượng, hệ thống đường nội bộ và một số công trình phụ trợ khác. Nhằm mang đến một không gian mở gắn kết với quảng trường, khu vực hồ nước sẽ góp phần tạo sự mềm mại cho khu vực hành chính chính trị của huyện. Đến nay, các hạng mục của công trình đã cơ bản hoàn thành và đang được đơn vị thi công gấp rút thực hiện những phần việc còn lại. Dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Ủy ban huyện, ban và các phòng ban chuyên môn của Ủy ban huyện đã triển khai đầu tư xây dựng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện. Trong 5 năm vừa qua, kể từ ngày thành lập huyện thì một số dự án đã được triển khai như là trục đường chính đi vào trung tâm hành chính huyện, hệ thống các tuyến đường nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước và dự án đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị như là trụ sở làm việc của huyện ủy, trụ sở làm việc của hội đồng nhân dân huyện. Đến nay thì các dự án về xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu trung tâm hành chính huyện cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện và tạo qua đó thì hình thành một khu trung tâm hành chính huyện mới, hiện đại. Và để chào mừng buổi gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập huyện, ban và cũng đang chỉ đạo các nhà thầu đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh một số tiến độ cho một số công trình, đặc biệt đó là công trình trụ quảng trường khu trung tâm hành chính huyện và công trình cấp nước bổ sung cho các hồ để đảm bảo các công trình hoàn thành đúng dịp buổi gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập và qua đó tạo cảnh quan điểm nhấn cho khu trung tâm hành chính huyện. Bên cạnh đó,
việc chỉnh trang đô thị, trồng mới cây xanh cũng đang được thực hiện đồng bộ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Theo đó, đã trồng mới gần 500 cây xanh tại các tuyến đường trung tâm huyện, khuôn viên khu trung tâm hành chính chính trị huyện và tại quảng trường trung tâm, chủ yếu là các loại cây như xà cừ, lát hoa, bơ, tùng tháp, anh đào, hoa ban, v.v. Đây là những loại cây phù hợp với khí hậu của địa phương, vừa giúp làm đẹp cảnh quan, đồng thời bổ sung thêm hệ thống cây xanh đô thị cho khu trung tâm huyện. Tiến hành sửa chữa lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng tại các khu vực dân cư, tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, đảm bảo trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập huyện, khu vực trung tâm hành chính trị huyện sẽ đón một diện mạo mới hiện đại. Để công tác chào mừng 5 năm thành lập huyện thì đối với chi nhánh Vân Hồ thì ngay từ những đầu ngày đầu tháng 9 thì chi nhánh đã chỉ đạo tập trung 100% quân số, không kể cả ngày lễ cái ngày chủ thứ bảy chủ nhật là chi nhánh đã cho anh em là tổng vệ sinh môi trường trên tất cả các tuyến đường ngõ xóm và các cơ quan đơn vị. Và đặc biệt là đối với kỷ niệm 5 năm thành lập huyện thì hiện tại thì chi nhánh đã cho anh chỉ đạo anh em là cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên, quét vôi các gốc cây cột điện và đặt các cái ly hoa tươi tại khu vực khuôn viên khu trung tâm hành chính. Và về đối với công tác điện chiếu sáng thì chi nhánh đã chỉ đạo anh em là đi kiểm tra tất cả các điểm đèn chiếu sáng để đèn trang trí để phục vụ tốt nhất cho cái ngày lễ kỷ niệm 5 năm thành lập huyện. Và đến nay cơ bản thì các khối lượng của công việc thì đã cơ bản hoàn thành. Ngày kỷ niệm 5 năm thành lập huyện đang gần kề. Đây là dấu mốc quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện trên chặng đường xây dựng và phát triển. Việc hoàn thiện và đưa các công trình vào sử dụng đúng dịp quan trọng này sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của huyện, đồng thời khẳng định sự phát triển đi lên, đổi mới của huyện Vân Hồ, huyện cửa ngõ của tỉnh Sơn La. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ xin được kết thúc tại đây. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập huyện Vân Hồ, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ tăng thời lượng một chương trình truyền hình phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày 23 tháng 9 năm 2018. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem để cùng nhìn lại chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển của huyện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.